lá thơm này. Ghê. Yeah. Chơi mực lê à? Rượu ghê. Chúng bị cúng đây. Quay rượu ghê thôi, không quay bật người đâu. Thank you.
cây hả? Làm con cây à? Cúng nhà mới. Anh nhá, làm thì ít ăn nhiều nhá. Làm miếng thịt nướng, thịt canh. Đúng rồi. Còn chó nó sợ người ta làm thịt như sao nhỉ? Giờ cây rồi đây. Giờ cây bên kia, người kia. Đây là cái gì đây? Món gì đây? Xào gọi là hấp thôi, không phải xào mà hấp. Hấp. Ông ngoài thì đi đâu rồi? Này. Cái này không ăn à? Có chứ. Con này trộn rồi mà phải không?